như cái trường hợp đó là chỉ đạo của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cái trường hợp nào chỉ vậy. Chú đừng có phố ban ở đây. Tôi phố bạc chứ không phố gì. Mới này là chú người ta làm việc. Kêu hết vô. Sao tự nhiên cứ kêu mình tôi có xe tải xe gì không có? Thì đang làm việc với chú mà. Vậy bỏ hết. Hết rồi. Chú như thế là chú không có hợp tác theo cái không hợp tác cái tự nhiên của chính phủ. Không nghi ngờ tôi trộm cướp gì không? Không phải là nghi ngờ, cái này là kiểm tra theo cái ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống kêu đó. Kêu hết vô, đọc hết đi. Phải không? Nếu mà đo đo hết. Chú làm vậy là chú ấy đấy. Không chú, không có chú chắn. Thế đó, chắn là mày. Đã khó với người ta rồi thì ta nói. Chú làm gì? Tầm bậy. Không có nói tầm bậy. Nước mà chú thế là chú sai đó, nước thì ta đang chạy xe không có vi phạm gì hết, tự nhiên hỏi. Không? Cứ đo thân nghiệp. Đo đi. Cái này là kiểm tra và bảo đảm an toàn chung cho toàn xã hội chú ạ. Theo chỉ thị chung. Vui đi, nhà tôi đã kiểm rồi. Con nó kêu hết, tự nhiên hỏi gì vô quê độ. Không thể nào mà dồn hết, nếu như theo chú dồn như vậy sẽ ách tắc giao thông rất nhiều. Vô cái gì vô, tự nhiên cái rảnh cái kêu là vô. Tên gì? Nếu quay thì quay nè. Nếu quay thì quay quay chú kỹ chứ. Là Nguyễn Văn Vả phải không? Rồi cho chú chụp hình là Nguyễn Văn Vả đó. Chú có chụp chú quay phim nào đấy. Cái này xin phép chú. Làm việc thì có làm việc cho tổ chức công công như chú và chú tư thì chú không có hợp tác nè. Thì cho chú chụp chính diện. Rồi chú chụp đi. Nguyễn Văn Vả. Đúng rồi. À, công tác ở đâu? Ban chỉ thị xã Hùng Long. Ban chỉ huy sự thị xã Hùng Long. Rồi được.